Chiều ngày 19 tháng 5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt 60 đại biểu thanh niên tiên tiến xuất sắc tiêu biểu khối doanh nghiệp trung ương. Đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hơn 100.000 đoàn viên thanh niên khối doanh nghiệp trung ương trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2022. Sau khi lắng nghe những ý kiến trao đổi của các điển hình tiên tiến, Phó Chủ tịch nước đã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của tuổi trẻ đoàn khối thông qua những phần việc cụ thể đóng góp cho đơn vị, cho tổ chức đoàn và cho đất nước. Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các bạn trẻ hãy tiếp tục chung sức, chung lòng, khơi dậy khát vọng phát triển cùng đất nước tăng tốc phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và thích ứng với bối cảnh mới của thế giới tác động trực tiếp đến nước ta. Phấn đấu đạt được mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước đề ra theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng.